2 ngày, ngủ ở Houston 2 ngày, mấy thầy trò tạm biệt, mấy đứa đệ tử rất là dễ thương, hiền hòa Houston. Qua đây chỗ lo công chuyện để đặt tượng cha mẹ. Long đang làm cái nhà sân khấu, mai mốt hội chợ Tết Trung Thu gì đó. Nắng mưa nước lục gì mình cũng vẫn sử dụng được, phải không? Sạch sẽ rồi, cũng là một cái nơi mà bình thường ở dân Houston ấy, vô thiên giang á chơi đùa cũng được. Thì lúc đó sau này á, con nghĩ là cái idea làm một cái chỗ mà cái mình mua mấy cái con nít chơi á, đánh đu rồi đó, hay là một cái playground á, rồi đó cha mẹ thì đốt nhang hay đọc kinh thì mấy đứa nít nó làm playground đó, nhưng mà phải xếp tỷ nha, mình mua thứ bự bự á để cho nó đẹp á. Tức là khu đó mình chết ở công viên của Mỹ vậy đó. Việt Nam vô đó cho con chơi đó, rồi con đặt mấy cái lò bao kêu mà loại cứng ách cứng luôn á, người ta cứ tự nhiên thổi mặt làm mấy cái tiện nghi, từ từ sinh hoạt nó náo nhiệt lên, người ta vô dùm 3 lần là bảo đảm người ta sẽ đọc kinh của mẹ liền này. Là con độ được một người cũng là độ nguyên cái dòng họ của đời đời, tức là người hôm nay theo thiên thần sau này họ sẽ, thì cái cách thức mình làm gì giống như Thiên Long Sơn xưa hụ đâu có ai đâu, bây giờ con thấy trước như mình nhìn người đó cũng là ta tới đó, bây giờ con không làm thôi đó, con là những người sức mệnh rất là cao cả ở trên Ấn Định. Nhưng mà tụi con cũng mong sư phụ lui về đây thường xuyên. Về không về? Đây, phụ về đây. Về đây là phụ vui nhất. Vậy hả sư phụ? Yeah. Bình thường hồi về Thiên Long Cung á, sư phụ thấy nó giống như trở lại bình thường á, không có gì suy nghĩ. Dạ. Về bên kia, không muốn trùng. Bao nhiêu việc phải không sư phụ? Không có cười nữa. Dạ. Dám kia mặt không có cười nữa. Dạ, sư phụ cười đẹp. Hôm nay không có gì suy nghĩ. Tại vì suy nghĩ chuyện bên kia cũng lo không có tới, phải không? Dạ. Vậy mỗi tháng sư phụ về đây nha sư phụ. Rồi mỗi tháng. Nếu về này là chuẩn bị đi Florida. Gặp ông Trump nữa, Mar-a-Lago nữa. Ở bển chúng ta từng nữa. Tụi con ước gì tụi con được tháp tùng sư phụ. Về đụng tới mấy cái đó đó, còn phải kiếm cái người chuyên viên về cái đó để người ta mua đúng đồ, còn nó outdoor nữa, con mua không đúng đồ ấy mấy con chuột nó cắn dây điện đồ này nọ đó, không phải suy nghĩ ra nhiều quá, tại cái này nó ngoài trời nó không có giống như trong này cũng không, chuột bò nó lên làm ổ nó cắn, phải coi kỹ loại nào đừng chui vô ống mấy ống sắt rồi, ở ngoài trời nó khó hơn trong á, làm gì cũng phải tính một chút. Mỗi lần sư phụ bị stress á, thì Thiên Long Cung là nơi sư phụ quay về nha sư phụ. Nhưng mà đi cái là tụi bạn nó buồn, nó lao nheo. Nhưng mà sư phụ đi đây tụi con cũng buồn vậy. Nó không quen rồi, nó không quen. Sư phụ vậy, sư phụ cười rất là nhiều. Đúng rồi đó. À. Về bến chỉ có mình là nghe chọc sư phụ cười thôi. Cái hàm răng nó đẹp á. Nhỏ đó. Nếu nào mà ngồi thiền 5 giờ sáng với phụ thì sẽ được gặp phụ. Dạ. Chân linh cho phụ đi ghê lắm. Tức cái là tới giống như Edwin đúng không? Ngồi thiền á tưởng tới bên Edwin nó ngồi á có đến cái độ cao á, thì cái chân linh cho phụ nó pick up cái signal cũng giống như con rể cái thép về. Dạ. Bên Việt Nam vậy, nửa dòng trái đất trong nhà thiết khác hả? Nó dễ lắm, tại vì thường nói cái đó là thiện, ai mọi thiện chung với phụ á thì sẽ tiếp cận phụ gần,
người nào mà không đọc kinh Thiên Tâm sẽ không bao giờ gặp sư phụ được, tại vì nó không có clean up cái trường sao. Để trong kinh Thiên Tâm nó có lăng nghiêm, chứ không phải là hộ không có tới, mà đứa đã bỏ ra khỏi Thiên Tâm rồi, không có đọc kinh Thiên Tâm tức là tự động loại ra khỏi Thiên Tâm. Cứ lãng giảng như này cho vui đi con. Chứ mới gọi là hồi thiên sàng lọc. Cái nào còn đọc kinh mà còn lại cha mẹ, cũng là cha mẹ nhưng mà không còn đọc kinh Thiên Tâm, tức là nó không có lăng nghiêm trong đó, không có thập chú, không có đại bi trong đó, thì tự động rời khỏi sư phụ. Không phải lăng nghiêm ai cũng đọc được đâu. Đứa nào đọc được lăng nghiêm là có đại phước đại mệnh. Ngày xưa lúc mà Phật Thích Ca nói thời mạt pháp, khi mà không còn lăng nghiêm nữa là đạo Phật sẽ tắt ở trên quả địa cầu này. Bây giờ là gần đúng, bây giờ chùa mấy thầy á, bồ bịch tùm lum, ông không có đọc lăng nghiêm được. Mà mấy con á là họ thiên á, mà đọc được lăng nghiêm là mấy con có phước. Thì thù cũng nói lại, cũng họ thiên chứ không phải là Phật tử. Mà họ thiên mình mà không đọc lăng nghiêm á, cũng không có gần được sư phụ. Sư phụ nói thật, nên là tuy là họ thiên cũng là đệ tử sư phụ mà bỏ lăng nghiêm không thể nào gần sư phụ được. Mấy gì không bao giờ cho gần. Giống như sư phụ nói là còn vợ chồng thì không có nên đọc lăng nghiêm mỗi ngày. Cũng nên đọc nhưng mà đừng có đọc nhiều. Dạ. Ví dụ như bữa nào mình canh, bữa nào mình gọi là thanh tịnh thân thể, thanh tịnh đầu óc á, thì con đọc. Con có thể an tâm tịnh nhục, con có thể đọc, nhưng mà trước khi đọc thay đồ tắm một cái chà răng nó rất là mầu nhiệm. Còn bữa nào mà gần chồng gần nhau đứng đọc là bữa đó mình để ít nhiều cũng dính dơ quá không, tức là con người của mình cái xác phàm á, nó chuột dữ lắm, nó ô uế lắm, nó giống như heo gà trong chuồng gà á, ở trên coi mình giống y vậy. Sư phụ ăn để nó nguội sao thì gán giữ cuốn kinh. Những đứa đọc 2-3 năm nhưng mà đến lúc bỏ cuốn kinh rồi là bỏ luôn. Đi về trời nó phải là bền gan bền thí. Ngựa hay ngựa chạy đường dài, con hiểu không? Nếu không phải chạy con khúc sải cho đã, rồi 80 mai rồi xuống, còn có 8 mai rồi xuống cái 0 mai. Sao bộ ăn rồi? Hả? Trên trời hả? Cũng có chị anh cũng đọc kinh, và có những loại kinh khác. Ăn chung đi, nước có một miếng. Dạ, sư phụ ăn đi, sư phụ nổi này kêu ra để cho có, chẳng lẽ mình ngồi không thì kỳ. Ngồi không người ta ăn một đứa bóc một miếng đi. Dạ, nhưng mà sư phụ ăn trước rồi sư phụ. Cái nãy sư phụ ăn hai tô cháo rồi, là mình tới đây mình không mua gì, trừ lấy ghế của mình. Mười mấy người mà ăn có một phần một. Chỗ làm ăn của người ta. Sư phụ ăn tự nhiên. Dạ. Tự nhiên này. Mọi người ăn miếng phan phai đi. Sướng quá kìa, được ăn chung với sư phụ kìa. Thấy tướng sư phụ là mặc áo lông bào, nhìn thử nhỏ tuổi đúng không? Thầy đẹp trai, dĩ nhiên. Bây giờ là 10 nút. Bây giờ là 1 nút. Là 1 nút. Mà thiên tử thiệt á, 10 nút. 100 nút luôn sư phụ hả? Mấy vị sư phụ cũng thấy được sư phụ mà. Có những người mà có điển có thằng nó không thấy được. Thế gian này không ai đẹp trai bằng mình. Dạ. Bộ nói thật, mẹ cũng nói mà. Con nói thế gian này không có cái hình dung đó. Không phải nào đẹp trai được. Đẹp trai mà vừa ôn thông minh được. Cho nên dễ đất hàm nó theo tháng, theo năm, theo mưa, theo gió, rồi nó nhăn kiểu này không nhớ. Còn thấy thử thiệt á. Nó còn nhìn lấy là quảng hồn á.
Teenager. Teenager hả? Thanh niên. Nhắc chuyện nói trên mạng này kỳ. Những điều kiện này là lo đặt tượng cha mẹ ở cái không gian thăm mấy đứa đệ tử. Hai ngày cũng đủ rồi. Chưa đủ sư phụ. Ngủ hai đêm nữa. Xong đóng công chuyện. Mừng nhớ mẫu học bản phụ rồi tỏ. Năm cái gì? Bữa đi á, tôi muốn báo mấy đứa. Tại vì cứ để tự nhiên vậy nè. Em mới làm báo mấy con bỏ công việc làm ăn á. Rồi không có đâu sư phụ. Ngày còn nữa không? Không, mà muốn sư phụ trước khi lên máy bay sư phụ thách tụi con được không sư phụ? Rồi, nóng rồi ăn đùm lum nữa. Hàng cứ vậy đó. Thủ có lẹt quẹt thôi. Không có cần gì. Nhưng mà vậy sư phụ có ăn khoai lang hoài tụi con cũng thấy đau lòng. Thì báo trước rồi mấy con nấu ăn đùm lum rồi làm mấy thụ cũng cố chí, nó mất cái thời gian mấy thụ tính toán nữa. Là sẹt đó xong đó. Vậy mà cũng chưa ra từ Liên Viên Long Sàng thầy trò ca nữa. Thằng ngày qua nó nóng quá rồi, lại ngồi đó cũng sau khi mình nói chuyện cũng ca rồi đó. Dạ. Chứ cũng qua đây đúng là phải ra Thiên Long Sàng. Sư phụ đừng câu cá sấu. Sư phụ đừng câu cá sấu. Mấy mốt con để mua. Thế bây giờ nó ngập hả? Dạ, nó mưa là nó ngập. Trước khi sư phụ qua nó mưa cũng lớn lắm sư phụ. Mỗi lần lần nào sư phụ qua trước khi sư phụ qua là mưa. Chạy vô cái xe nó đè xuống nó đỡ luôn. Mưa như là ngày đêm luôn á. Mưa một ngày một đêm á. Bên này em nó là nhóm đầu tiên trong lúc sư phụ còn thân hàm tại thế Thiên Long Giang thành lập ra, sau này lưu truyền có nhiều nghìn năm. Sau này một chút đất cũng quý nữa, còn giờ thấy nó hên thang đúng không? Mấy con cũng là những người khai quốc công thần của Thiên Long Giang để độ chúng sanh được mạnh, nên cái tư cách của mình, cái nói chuyện của mình đó cũng phải quan trọng. Tại vì ví dụ như con có mệt, con không được ở lại hát xung quanh. Tại vì sau này con rất là nhiều người cũng có những người sẽ nhớ cái chuyện gì con làm được, nó quan trọng vậy. Cho nên phải tội lại để mình ở trên sau này ta lên đông đông lo lên gì đó có. Dân này người ta nổi tiếng là này nổi tiếng. Coi là làm công việc đóng này xây dựng nọ cũng là một cái tu. Không phải một đời người làm một thứ hai cái. Con không cần có mỏ đọc kinh như mấy đứa tại đâu giờ đó. Không phải công đức con còn nhiều hơn mấy đứa gom mỏ đọc kinh đó. Cũng là một cái hình thức. Mình đóng cái đinh cũng là mình thiền mà. Tại mà đóng cái đinh mà nó không có bị quẹo á thì cái đầu của mình nó chuẩn hơn, và cũng là thiền. Tại cái gì mà mình tập trung vô mà mình nó bị loạn nó tắm á là cũng là không thiền. Cho nên mình thấy những cái người Mỹ họ đánh gòn á cũng là không nhẹ đó.
cái tâm của người lúc nào nó không có như mình nghĩ, linh động suy nghĩ á. Còn thấy những người lớn tuổi tại sao ta lo mấy cây kiển, mấy cây bông mỗi ngày thấy nở ra chút người ta mừng mừng, cũng là một cái sự tập trung, cũng là một cách tu. Nhưng mà cái tu này tu hay sang không có nhiều công đức, không phải là tu khó. Thì còn hơn là những người mà nằm trong nursing home á, những người đau khổ nhất, bệnh tật từ lúc nào cũng mở mắt ra coi có ai thăm mình, có ai đưa đồ ăn cho mình, có ai đến nói chuyện với mình, đó là cái bậc thực hành khổ. Còn đi đứng được, còn ra thân giường được, còn cầm lên mà đóng được cái đó là nó đại phước. Người ta nhìn con á là người nhìn luôn lông dằn nắng cực khổ, nhưng mà thật sự nó sung sướng, sung sức rất là thành công vậy. Mình thấy mình vui, mình thấy mình làm được những chuyện để đời lại cho nhanh thấy. Còn mấy người ta cứ chỉ hay là người ta bảo thủ, người ta cứ nghĩ là tôi có tiền, tôi cao sang, tôi đi ăn nhà hàng sang, rồi đi nhảy sang, rồi qua bãi biển, thì tự họ tìm một cái lối sống cô đơn. Nhưng mà cuối cùng đời của họ chết rồi cũng chẳng ai nhớ tới, chẳng ai nhắc tới luôn. Những họ liên với con sau này nhiều người sẽ bị thì mình làm này là cho tất cả mọi người có lợi, mình đâu có làm sai cái gì đâu, tránh miễn. Thì con thấy cái Thiên Long Sơn á, lập ra mười mấy năm trước đó. Hôm nay Thiên Long Giang nó khởi đầu nó cũng là vậy. Sau này á, mà ở vùng này á, dân vùng này á, mình nói nó hiền hơn Cali thì mà dũng chữ cũng ngu hơn Cali cũng nhiều. Để ví dụ nhờ cái dễ ví dụ, sau này dân ở đây nó trung thành với Thiên Cầm và nó vô Thiên Long Giang nhiều hơn nhân cả dân Cali. Tính tè né tình luôn, đến giờ cũng có cái nhã trong đó. Còn ở đây á, họ không biết, nhưng mà họ biết rồi họ tin chết luôn. Nên ở đây cũng thành công hơn ở Thiên Long Sơn với Thiên Long Giang này. Sau này ông Mỹ là tại sao Cali có sự suy nghĩ của dân Cali khác hơn của Houston? Thì bên đó nó nhiều chuyện nó TVT quá. Nó đại số họ làm điện tử mà. Thì cái lối sống của họ chạy rụt rụt cũng y như giống như con lái xe, người lái xe ở New York, người lái xe ở đây nó khác nhau. Là cái tâm của con người nó tính theo cái đời, nó activate ra cái đời sống. Con người giống như người ở Sài Gòn, lăng xăng. Người nhà quê ta thức dậy cũng chà cái răng xẹn, đầu chà cái răng xẹn, nó không mất cảm giác hơn sống người ta lấy cái tay nó múc ra nước lúc mà con gái Sài Gòn à, con hiểu không, nó khác vậy á. Thì nó làm giết con người ở thành phố như là robot, thì dân Cali cũng giống vậy. Giờ giấc của bạn dữ lắm, cho nên con nhìn thấy nha, freeway ở Cali á, ví dụ con đi từ điểm này nó có 4-5 đường nó bọc lại, nó tốn thằng không? Đó là mình mất đi cái khoảng không gian đi xéo rồi. Con nhìn cái hệ thống nó build đường sáng, thì cũng dân Cali, dân bên đó nó cũng vậy. Rồi đi xuống LA cũng vậy, sở hữu là dân Cali, sống Bắc Cali á, là mình đã quải rồi. Lúc thăng thăng là đường nó hồng, ai mà đánh xe được, thường có mình thuộc lại. Là khó, là cái dốc như nè, đầu đèn đỏ ở đây á, và không thấy bên kia có thể tù. Về Nam Cali chỗ Hollywood nó còn khủng khiếp nữa. Người, con người của người ta chỉ có chiến đấu thôi, thằng nào lái xe giỏi, thằng có tới địa điểm sớm, không có ai nhường ngại. Con cái xin nhà nó cũng chả có nhường con nữa. Còn bên nay người ta chạy tình tèn vậy đó.
nhiều lúc con còn thấy chiếc xe máy cày chạy qua đường á, chặn mình lại nữa, tức cười không? Ở bển mà có chuyện đó cũng đụng vô chết. Ở bển người nào mà lái xe chậm là người đó bị đụng. Thì con thấy những chiếc xe mà con thấy treo lòng ton là một là bà sẵn hay là bà Việt Nam rồi đó. Mỗi bà đó là bị tích kẹt nhiều nhất. Là lái chậm à, đó lái chậm không có tập trung. Mấy bà nói là cho qua đây được. Ở bển là người ta thời giờ là vàng bạc, một phút là một phút. Nên thôi chưa giờ hẹn với Mỹ hay gì cũng vậy. Chứ bây giờ chạy, chứ bộ cho cộng trừ 5 phút. Lúc nào bộ cũng lấy sớm 5 phút. Để cả làm thường biết cái tiến đường á, gần đường mà. Thì đang cái địa điểm này muốn đi tới đây á, thì phải tính à, giờ nãy đây xe kẹt thì đi vòng đường khác. Còn ở đây á, nó chỉ có một đường thôi. Con kẹt là con kẹt thôi. Còn ở bên kia thấy nó kẹt nhưng mà người mà giỏi á, người ta không bao giờ bị kẹt. Như thù đi làm về hãng thù á, nó kẹt xe đúng không? Nhưng mà thù biết cách lái không bao giờ bị kẹt. Chỉ có người lạ vô mới bị kẹt. Cho nên Mỹ nó hay chỗ đó, dân local ít cứ bị kẹt xe đó. Thiệt á. Đây người ta có nhiều đường người ta bọc. Mấy cái đường shortcut chứ sao? Shortcut, GPS, nó chỉ cái đường bình thường thôi. Thì người ta chui theo GPS là bị kẹt. Còn kia phải thuộc đường, phải nói lại. Người lãnh đạo đây. Ở đây cũng là do tiền. Ở Cali nó giàu rồi đó. Một năm chỗ cho vụ là nó sản xuất chip là bằng 1/4 của tổng thu nhập của nước Mỹ. Cho nên nó khủng khiếp, nó làm tùm lum. Cái đường người ta đang bê tông này, nó cào lên nó chán nhiều lắm. Nó kiếm chuyện nó làm hoài vậy. Nó dư tiền nó làm vậy. Mà thấy cái đường còn mới tông vậy mà cứ chán nhiều mới hoài. Còn bên đây nhiều cái đường cho thấy ha, chỗ te tư nó không vừa. Vậy hả? Thật sự bên đây nó nghèo hơn Cali đó, trăm lần đó. Tại bên đây mình không có đóng cái thuế của federal, sư phụ. Yeah. Bên Cali có, dạ. Ờ, dù đóng hết một năm quá giờ luôn. Dạ. Trở lại chuyện mình. Như Lâm Cung, Thiên Long Giang và Cung Trung Họ Thiên. Tất cả đứa nào cũng là chủ của Thiên Long Cung. Đứa nào cũng có quyền với Thiên Long Cung để mà gần như chưa về để mà retreat, để mà có được cái điển thanh rồi đồng thời cho cái tâm mình an lạc một hai ngày có quyền về đó ngủ rồi đi về với gia đình nữa. Thì nó làm một cái buffer vậy á, cũng là cái cảnh resort mà thì gán mà là phụ với anh tâm thì mình sửa sạn hư là phải sửa liền nha con, tại vì con nên nhớ nhà cửa này nọ mình chút chút không làm nó tốn nhiều tiền nữa. Riêng Lâm Giang thì chưa có gì phải bảo quản. Dạ, phải bảo quản. Đi đêm thôi. Anh nhớ em, không mang nữa. Đây em cứ xài tiền
án thì tiền sử dụng danh từ án để làm những cái activity. Nếu con không có activity á, người ta sẽ in đại rồi, không có mấy cầm mưu, ta không có biết từ đó lâu lâu á, những người lễ là cũng tạo ra những cái activity. Rồi tự con design cái activity đó. Kinh hay là ngày lễ gì gì tự mấy con làm, giống như bữa rồi thấy bữa lễ ngày đạo là 19 tháng 2 bên đây thành công, mấy con rất là hạnh phúc. Thì nhóm nó cũng đông á, mà mỗi một người đại diện cho một dòng họ của họ, họ này cũng là họ tiên, thấy như vậy không phải là ít đâu. Hôm nay cũng lo một chuyện nó đi khép bờ, nó sẽ lớn rộng ra. Thì một người á thì là hiểu là thích rồi, nó lo rộng hơn nhiều người. Nếu mà một cái buổi nhóm họp trên ba người cũng là một cái cuộc nhóm họp, cái luật Phật. Một buổi nói chuyện pháp trên ba người thôi cũng là một sự thành công. Tức là qua một người thứ ba là nó là một cái buổi họp mặt đó. Chứ còn đâu cần 30 người, 300 người đâu. Thụ đâu có thấy bao giờ mới còn có ba người đâu, đúng không? Điều thành công đó. Xưa thời Phật đi giảng đạo đi vòng giờ đi nhà ta chỉ nhóm là ba người Phật cũng phải bỏ đó 2 tiết để giảng đạo, đúng không? Không có đâu có hiểu Phật lại đâu, thì khóm này khóm kia 2-3 người nhóm ngồi lại gốc cây đó là giảng đạo vậy thôi. Còn bây giờ là mình thành công thụ ngồi xuống không thông báo kỳ này á, clip là cũng đông á, thì nó sẽ lon truyền. Ngày thường nếu mà sư phụ đường 7 là đông rồi, làm đâu có giờ đâu sắp xếp mà được, tùy duyên thôi. Nhờ cái ngày thường cái người nào tới được thì tốt, người nào tới không được thì coi phim thời đại văn minh đó. Ngày xưa mà họ không có cái này nên giảng đạo rất là khó. Thời Chúa không vậy, ổng đi chậu đi bộ chắc chân nổi gân lên luôn. hiền lành phải đi chỗ này chỗ kia, như phụ chỉ còn 3 tiếng vô máy bay cái ngồi lên đó đọc lại những lời mấy gì dạy. Thường như phụ lên trên máy bay kiểu một chuyện để làm, tại nó không có wifi thì mấy gì dạy cho phụ một cuốn sách vậy nè, lúc thời điểm nào chuyện gì xảy ra, giống như ok con tức là cha đi đi đến tuổi này độ này khoảng thời gian này mở hồ lô ra, bữa nay khai giải này thì sực nhớ lại mình mới ok rồi tới đi theo mấy tháng sau đi đến đoạn đường kia, tức là một đường dài trong cuộc đời, đến lúc nào là mở hồ lô lúc đó, chứ không có được mở sớm. Thì lên máy bay là thường vậy đó, đọc lại. Ồ đúng mà anh nói sẽ có chuyện vậy xảy ra bên trái bên phải gì đấy, chỉ có mới lên máy bay là mình mới làm mới đọc được. Ở nhà cũng không có tâm trí mà đọc mà nghiên cứu mấy cái lời cao siêu đó nữa, nó không có làm gì được, ngọn cứng ngắc chích béo vậy. Còn về bển là giống như là con cá mà thả xuống nước thì nó phải lội thôi, còn ở đây là con cá giống như nằm ở trên khô á, nằm trên không gian, cho nên trên đó cũng có làm được việc nhiều việc. Không có lúc nào 24 tiếng đồng hồ mà thường được ngừng nghỉ, sáng sớm là phải ngồi thiền là cũng làm việc, tối ngủ là cái hồn đi tùm lum cũng là làm việc, rồi thức dậy thì làm, lên máy bay cũng làm việc, nói chung là không có ngừng nghỉ, nhưng mà vẫn có nụ cười là được rồi. Sức chẳng mà hãy bận rộn, tại vì 100 năm nó lẹ, nó đi qua cái dù với mình hết, mình phải vận dụng cái thời gian còn sắc phàm á, chỉ còn sắc phàm mới tạo được công đức. Tại còn sắc phàm cũng giống như còn cái mát mà xay cà phê vậy, còn xong rồi là thành mấy con những người phàm á.
thành hồn ma, đâu có tiền đâu đi mua, mà ma cũng đâu bước vô đây được. Ông thằng coi phi trường này ông đuổi ra liền á, khi làm ma rồi mình mất hết 99% cái tự do. Ở bên kia, cái thế giới bên kia, họ cảnh sát sợ kia đi ngầu lắm, chỉnh cái là bài tới. Còn cảnh sát đây người nay qua qua nữa 50 phút nó vừa tới, nên cũng mình cũng còn tự do, mình có tiền mình mua, mình có tiền mình mua ly cà phê, mình đãi ông ma hồ đại khái đi. Bên kia mình muốn đãi ổng hả, cũng không có phương tiện để đãi ổng, con lấy gì con mua đãi ổng, suy nghĩ đi. Cho nên khi mình đi ra chỉ có về trời thôi, còn lãng giảng dưới này á là chỉ có nhìn thèm. Hồi xưa tôi uống nước cam á tôi bỏ dư quá không, ở chi tiếp phải từ giờ tôi uống hết, nghĩa là cứ nhìn người ta ăn uống, nhìn người đời ăn uống thèm khát, có ma đói mà không có tự do, mà đâu có được vô đó ăn trộm của đại đâu. Trộm là ông tổ địa của chỗ này bắt vô tù rồi quýnh hết trơn. Đồ ăn cũng vậy, được có một cái hơn người, cái ông hồn nó hơn người là gì, nó không có cái bao tử bằng thịt đấy, chỉ là bị đói mà đói kiểu tử đói không, chứ không phải đói để mà mình mất cái vitamin, mất cái energy rồi mình đi gì, thì là cái thân hàn nó bị. Nhưng mà tưởng đói nó cũng là đói, nó cũng là một cái hành cực khổ cho cái tinh thần mình, đúng không? Bên kia là về tinh thần không à, tâm linh mà, thì cái hồn ma nó cũng đói, nó cũng thèm cái chất chua, nó cũng thèm cà phê thơm, nó cũng thèm đủ á. Tưởng nói ở nhà nó cũng y như là những cái người bệnh nằm trên giường, ăn không được cái steak mà lại thèm cái steak vậy đó. Nó cũng giống như cái người mà bị hút thuốc lủng ở cổ á, ta ăn đâu được, ăn gì cũng phải nhai rồi bỏ dưới miệng, cái đó cực khổ lắm. Mình cũng thèm mùi vị, thèm mùi steak, thèm mùi cà phê, thèm đủ như người đời hết, thèm chất này chất kia. Thì con ma nó cũng gần giống như vậy, mình là con ma mà, mấy con ngày mai mà ngã xuống thành ma đúng không? Ở bên kia ma hả, nó cũng đau đớn tương tự, nóng thiệt á, biết sợ á, cho nên xuống địa ngục cũng bị hình phạt là vậy. Sư phụ, khi mà mình về trời thì những cái vọng tưởng đó mình còn không sư phụ? Vẫn còn, cho nên ở dưới này mình phải diệt những cái vọng tưởng đó mình mới được về. Về chảnh còn tham tiền mà còn yêu đương kiểu mà quại ồ á, không có được, vẫn yêu đương bình thường ok, trong những cái cõi dục giới vẫn có vợ chồng yêu đương, nhưng mà không có được lạm dụng như những người thế gian lạm dụng mấy cái chuyện khác thật á, về trời đâu có được. Tại trên trời mà con cứ tưởng tượng đàn ông đến hùng con quại á, mấy ông tiên đâu có rảnh đâu tới hùng con quại. Không phải bớt đi cái vụ đó phải không? Lâu entertainment thì ok. Không, tại chỉ là tưởng á, thì tưởng là nó ra thôi ạ. À, thôi nói chuyện thực tế mà. Nói chuyện là thực tế hay không mấy ông thầy? Vậy là cái benefit mà... ông dạy nó cũng vậy thôi, cho để gì nó rõ thôi. Ừ, nói chuyện vậy là dễ hiểu. Vậy cái benefit được về trời là khi mình tưởng là mình được cái đáp ứng đó, còn làm ma là không có đáp ứng được nếu mà mình thèm, có không? Còn nó hai thế giới khác, ma nó cũng như mình thôi. Con sống như thế nào con chết y chang. Hôm nay con thích ăn mắm ruốc với ổi, con chết cũng vẫn thèm mắm ruốc với ổi. Tại vì người như thế nào thì mai như thế, chỉ khác nhau là không có thân phận. Còn đi về trời thì là một cái thế giới khác. Cho nên tại sao thế gian này con có thể đi ra đây gặp một người rất là hô bỉ, giống như loài thú vậy, đụng chút xíu họ sân si vậy, con hết like của họ, họ muốn giết con liền, là cái thánh thú của họ. Con cũng có thể gặp một người giống như vậy, họ rất là lịch sự, họ thấy con giữa, họ có thể nhường con đi. Người đó là đang sống khỏi tim, cái tâm hồn họ là của trời. Thì những người đó, người ta không có sân si nhiều, người ta biết nhịn nhục ở thế gian này, thì lên trển người ta đâu có vọng tưởng. Còn cái thằng mà nó sân si mà con vừa bắt đầu hơi hơi, nó hút, nó la hét con,
thằng đó nó đâu có đủ tư cách gì cả. Dạ. Giờ chảnh mình dùng chữ là tư cách hay không tư cách. Dạ. Cũng giống như bây giờ con đem một cái thằng mà bình thường đi vô nhà hàng 7 sao, con kêu một món đồ ăn ra 500 đồng một món đồ ăn, đồ sang á. Nó ăn nó còn giục bên hết trơn. Hả, đi mua cái hamburger bình thường 5 đồng nó ăn nữa, thấy nó ngon. Nó không có đủ cái taste đó. Mà mình muốn cái đó là mình phải crack it bằng tinh thiên tâm, cha mẹ rồi những cái gì sự bụi dạy, không hiểu không? Tức là mình đang tập để mình ở hai class. Nó chuyện đó, cái basically là cái nó đi theo cái process đó. Thấy nó đơn giản nhưng mà nó không phải đơn giản làm đâu. Bây giờ ngày nào mà an tâm nó ở trong đó, nó cứ vô đó nó ngồi thiện độc sinh thì là nó đang fasting để mà nó thành một người hai class ở cõi trời. Còn nó mà tối ngày cứ lo lăng xăng rồi đổ rác rồi dọn dẹp thế này kia mà coi cái chuyện đọc kinh là cái chuyện mệt quá, mất thời giờ thì nó không có khác. Kiếp sau nó đầu thai nó cũng vẫn dọn dẹp đổ rác clean up nhà cửa, có hiểu không? Yeah. Vừa nói vừa dạy con luôn á. Con là thứ nhất trong tất cả hội thiên nó ở ngay cái thánh địa đó, không biết trân trọng, có hiểu không? Nhưng mà cũng phải do mình có phát xịt hay không, chứ không phải con bảo quản Thiên Long Cung là phụ không, là mình đâu cũng muốn con về trời mà đâu muốn bảo quản cái đó, có gì đâu. Và không làm thì cũng phải đóng người ta vô để dọn dẹp, nhưng dù muốn con về trời con cũng là đệ tử Hội Thiên đúng không, nên đừng có tập cái tâm cho nó vững lại. Cái công việc nó không quan trọng bằng cái độc sinh mà, nên bây giờ ngày mai á mà cái tờ vé số trúng 1 tỷ đô mà con biết ngày mai con chết, mà hôm nay con vô mà thiền mà con không có cần để mà đi dò cái tờ vé 1 tỷ đô á, con thành thật liền. Còn cứ lăn xăng á, con nghĩ là con trúng con đi dò thì những cái số con ngày mai vừa lãnh tiền vừa chết, thì con phải cân nhắc để đó. Có người sẽ chọn cái chết á, chỗ tiền mà 1 tỷ mà phải không? Rồi còn bữa nay tôi vô tôi lại Phật sám hối để tôi tăng cái tuổi thọ tôi lên thêm được 5 năm. Có người đâu có nghĩ tới, tại vì họ chưa chắc, họ còn một giây phút họ sống họ cũng vẫn là cứng đầu mà ăn cốn. Ở ngày nào ngã bịch thì cứ ngã thôi, chúng sanh là như vậy. Còn dù phải mỗi hơi mỗi khổ đi vòng vòng để giải thích, mà có nhiều người pick up được, nhiều người nhận thức được, mà đâu phải bao nhiêu người nhận thức được, rất là ít. Đó là lý do tại sao cái sàng lọc nó bị lọt. Trong gia đình Hội Thiên chúng ta cũng tương tự như vậy, họ không có nhận thức được. Muốn nhận thức được thì mình phải có bi trí dũng, phải có cái trí nhận được. Không phải cái gì thầy của mình cũng phải giải thích rõ, cũng giống như bú sữa nhiều con sẽ bị ọc đó con. Đâu phải giống như baby nó không biết là bú nó ọc đúng không? Nhiều đứa Hội Thiên cũng phải giải thích vậy, giống như là con là đừng bú nhiều bị ọc. Cái này là sữa này là đại kháng tốt cái chia sóc. Những cái tự mình phải nhận thức, mình phải hiểu. Rồi phải hỏi, tại vì hỏi thì mới biết cái trình độ, mà không hỏi thì đâu biết trình độ đâu. Cái nào gần với Hội nhiều là khôn nhiều lên là vậy. Không gần với Hội thì cũng khôn, mà cũng chậm. Bây giờ 7:15 mà sớm. Dạ còn sớm. 15 phút nữa đi. 8:05 sư phụ mới vô định. 7:30 vô được hả sư phụ? Giờ mấy giờ? Là 7:16. Giờ 7:30 đi. Dạ. Quyết định 7:30 đi. Dạ. Sư phụ nhớ, khi nào sư phụ nhớ tụi con, sư phụ nhớ qua. Sư phụ qua thường xuyên nha sư phụ. Tại tụi con nhớ sư phụ. Con muốn low connect với sư phụ á, con phải liên lạc với nhóm tụi nó. Yeah. Rồi sư phụ thưa ở đâu mà vui vui á. Yeah. Thì con kêu tụi nó FaceTime giống như chuyện vậy đó. Yeah. Thì có cái sự liên hệ hai bên thì tụi nó cũng quan trọng như
mấy con vậy đó. Dạ. Chứ đừng có để đít nhà mấy relationship. Giờ bây giờ Thiên mình không có phe nào chứ, chỉ có một phe thôi, phe con trời mà. Dạ. Với cha thôi à, không có lộn xộn như trước nữa. Thì cứ đứa nào hiền đó, thì con cứ chơi với nó. Kiểu phê tham không cũng bao đứa, trong cái phê tham nó vô được nhiều đứa. Dạ, nhiều, nhưng mà tại vì cái màn ảnh càng nhiều thì nó nhỏ lại những cái gương mặt thôi. Ờ vậy hả? Dạ. Miễn nó nghe tiếng được nữa rồi. Dạ. Thì phải nói bằng cách đó đi, cái đó thường thấy cũng vui á. Vui. Nhiều lúc mình tu yếu, tu dở, mình không có cái định lực để mà mình diệt trừ mấy cái đó, thì con phải dùng gọi là cộng lực. Cộng lực là ai, tâm nó cũng là một lực nhí, con có nhí thì cứ đi giao du chung với chị em của mình, cộng lực lại. Thí dụ như lúc mà không có người, cái bì hê của con rất là dữ, đúng không? Con có thể làm bad bì hê, tự nhiên con nghĩ là không ai biết, nhưng mà khi đông người chỗ này tự nhiên không mà chua ra, thì con cứ tập như vậy, dùng cái lực của người anh em mình, tại vì mặt hiền mà, Thiên là hiền, thì cái đó cũng là một cái cách, tức là socialize thường xuyên ở trong với mấy anh chị thì cũng là tu. Còn cao siêu nữa là tự mình gọi là độc giác tu, là tự mình ngồi thiền một mình trong Thiên Long Cung, một mình đọc kinh trong Thiên Long Cung. Còn nếu mà mình cảm thấy đọc một mình mà buồn thì hai mình, mà một mình á là hay nhất đó. Tại lúc một mình trời mẹ suốt mày chỉ có giúp mình con là giúp lần hai tay hai má, còn đông đứa này chỉ khờ thì con muốn thế nào không nói thiệt vậy á. Không hiểu không? Ví dụ một mình con mẹ tới mẹ vuốt rồi cái hồi cái mẹ tới mẹ vuốt nữa thì có mình à? Nhưng mà phải là bản lĩnh. Còn nếu mình tôi yếu thì đông người thì mẹ tới mà chiều chút. Nhưng mà tâm này á, nó chưa có thừa nhận, nó chưa có recognize cái taste, thấy không? Chưa cái tâm nó cũng chưa được chuẩn để trong cuộc đời nó bị nhiều khác rồi. Chúng ta sanh ra đời á bất hạnh á, sẽ không có gặp Phật, gặp pháp, gặp tăng, gặp thiện với thích như mình. Rồi khi ở cái tuổi này rồi xuống trend nó ngược lại á, là buổi chỉ hôm nay có cơ hội ngồi mấy phút thì nói gì, nó ở gần nó cũng mới khuyên nó cũng khó lắm, phải kéo nó vô giống như là xiềng nó lại thời gian đầu vậy. Từ từ nó mới quen, chứ không thôi cái tâm nó cũng bắn loạn đó. Đọc mình. Nhưng mà nhiều khi mê công việc con cũng lo vô mà cũng cứ lo công việc, cũng như sư phụ nói hồi nãy. Nhưng mà con làm gì làm, cái giấc ngủ, cái ăn uống, có sức khỏe là quan trọng. Thiên tâm chúng ta trong với 12 giới luật là tam tịnh nhục, miễn sao có sức khỏe. Còn thí dụ như mà đứa nào có dư sức khỏe và tốt nữa thì ra trường để cho vừa keep cái shape mình đẹp và đồng thời nó thanh tịnh thêm. Chứ còn tam tịnh nhục vẫn đọc kinh Lăng Nghiêm được mà. Mấy ông thầy Tây Tạng ăn gà tối ngày mà ông đặt rào rào có sao đâu. Mấy ông Miến Điện với mấy ông Thái Lan á, trời ơi, ăn đồ mặn không cũng đọc Lăng Nghiêm rầm rầm á, có sao. Không có kỵ cái đó, chỉ là khi mình đọc mình xúc miệng thôi, chứ đừng có bị chắc quá. Dù nói cái này thì nó hơi người ta không có đồng ý, nhưng mà thiên tâm chúng ta nó có một cái cửa mở rộng để cho nửa đời nửa đạo.
nó chứ không có complete là bỏ cái đời. Con bỏ cái đời là như một chiếc xe đạp, con đạp con bên nó niễn hoài làm sao? Chiếc đũa con ăn có một chiếc được không? Không có tiền làm sao tu, không có thực sao dựng được đạo. Cho nên bên nào mà không có đời á, thì họ dùng cái đạo để tạo đời. Còn chúng ta nửa đời nửa đạo, chúng ta không có mang tội ai, không có lấy ai đồng nào. Chúng ta một đường sống, một đời cho đúng đời, một đạo đúng đạo đi về trời. Nó khác cái đó. Chúng ta không có chấp về hình tướng, ăn mặc hay là đầu tóc. Chúng ta như vậy, nhưng mà cái tâm chúng ta là Phật. Tại vì chúng ta biết rõ cái gì là đúng, cái gì sai, chẳng ta. Còn bên kia, có những người chỉ là họ dùng ở bên ngoài để họ chấn ép, bịt miệng những cái tiếng nói để nói là phạm thượng. Người phàm không được, đụng tới áo gì, áo này không được động áo vàng đấy. Có những cái đó để cho họ làm cái bình phong để làm những cái chuyện không có đúng. Tụ không có gì, tụ chấp tất cả mọi người, còn nói tụ làm xài cái gì cũng xem thù, cũng không có lấy ai đồng nào. Chỉ là đi độ chúng sanh, không có cầu báo. Dạy kỹ luôn á, còn không có chịu làm đúng nữa. Còn mấy ông thầy cũng giống như ca sĩ thôi, lên nó phúc hết 2 tiếng rồi xong cứ lấy tiền xong rồi đi chỗ khác, cứ thế mà làm. Mấy ông đâu có biết là Phật tử cái trình độ kiểu nào. Họ thiên mấy con ấy thôi, nhìn biết đứa nào trình độ kiểu nào, cũng nâng cái trình độ lên. Cái đó mới là tu học thôi không. Còn ngồi nói chuyện mấy con nghe gì nghe sắm rồi cái ra phát kinh, cái ngày mai chạy lên chùa kia ông bác nói chuyện, cứ thế thì mấy con học được cái gì vậy? Còn đang Hội Thiên mà cứ chạy lập chụp nữa đó, thì dĩ nhiên là người ta xuyên tạc Hội Thiên này. Hội Thiên chúng ta là một cái đạo mới ra đời rất là lạ, thiên đạo, và trong khi bên kia không có thừa nhận cha mẹ của Phật. Mình được thật sự cha là cha mẹ của Phật, nhưng mà người ta không thừa nhận. Thì chúng ta là một cái minority với số lượng thiểu số ít, thì con vị đại đa số họ về Phật. Thì những Phật tử là mấy con gà, mà con thấy đàn gà trong chuồng không, thấy con đó mà chạy là tự nhiên cái ốc nó chạy theo hù vậy đó. Con nghĩ là đúng hay sai? Rồi chạy vô, con coi mấy cái gì đó, chạy vô miệng mấy con rắn không à. Còn trong khi là mình Hội Thiên tự nhiên, mấy con phải tự biết, không bao giờ số lượng đông là đúng. Vụ nó đa số lượng đông là không đúng, bởi vì lúc bao nhiêu chuyện trên đời hay chuyện trong đạo cũng vậy, tự phải có cái bi trí dũng, phải có cái trí huệ mới biết nhận cái sự việc của mình đúng sai là do mình nhận xét. Phụ nói cái gì mấy con cũng đừng có tin, coi sư phụ làm gì, coi nghiên cứu có đúng hay không, mới hiểu không? Có những cái phụ đâu cần nói, giờ phụ chặt đứa này đứa kia suy nghĩ gì phụ biết không? Nhưng mà có một cái bất di bất dịch, đó là sư phụ đã là Phật trên trời rồi, phụ là con của cha, là thật rồi, của người lập đạo. Thì nên nhớ một người mà được hội đồng chư Phật cả ngàn Phật ở trên, cả cha cả mẹ mà chấm sư phụ xuống đây, nhiều thôi mấy con chỉ biết nhiều thôi, mà cả mấy con là đã là đi đúng. Những gì thầy ở ngoài kia, những gì này những kia là gì, sư phụ là ai thì có bao nhiêu người glorify trên thế giới này, có cả trăm cả triệu mấy ông thầy cao tăng ngồi thiền, và bao nhiêu linh căn mà mỗi lần thù gặp là họ quỳ họ lại. Rồi đó chưa đủ, còn bảy dòng hào quang coi như mắt mấy con không thấy đi, mấy con ngồi gần mấy con cũng cảm nhận đúng không? Bây giờ mấy con ngồi gần với một người lạ một tiếng thôi con cũng ê đích, ngồi gần với hữu hoại mấy con cũng không đói, cũng không có muốn gì đúng không? Là cái energy của người ta, nhưng mấy con đâu thấy, nhưng mà có nhiều người cảm nhận được nhưng mà không có thấy được sao? Ngủ đêm có 2-3 tiếng cũng không mà.
hồi biết tiếp rồi. Dạ, anh cảm nhận được đó sư phụ. Ok, 7 giờ nữa chơi rồi mới đi vô. Dạ, nha. 3 phút nữa sư phụ. 3 phút nữa trâu. Nó 7 giờ rưỡi giờ 7 giờ 27 nó còn muốn sư phụ ngồi thêm 3 phút nữa. Chờ nó đi vô. Làm gì?